sau khi Đô Mạnh vào giới thì đã có đô trưởng của thành phố Hải Dương cũng là quý khách thập phương về dự lễ hội và đăng ký tham gia thi đấu với Đô Mạnh. Đô trưởng sẽ mang trang phục xanh để chuẩn bị vào thi đấu. Theo số 5, Đô Nguyễn Quốc Mạnh của Hưng Đạo, phố đỏ. Trường của thành phố Hải Dương, phố xanh. Hai đô vào giới. Phải nói rằng là đây là những đô có thể hình và trọng lượng tương đương nhau và các em còn rất trẻ. Hai đô xe đài. Đề nghị khán giả cho các em một tràng pháo tay ạ. Các em xe đài rất đẹp. Đây là những bức ảnh rất là quý giá sẽ dành tặng cho lễ hội làng của chúng ta năm nay. Những đô vật trẻ mà có thể hình rất tốt. Các em tham gia lễ hội báo hiệu một năm bội thu đến với làng chúng ta. Hai đô chuẩn bị. Các đô chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Rằng là sườn đá thì đô phố xanh đã giải quyết kèo vật rất nhanh trong thời gian chưa đến 30 giây trận đấu. Xin được chúc mừng đô phố xanh, chúc mừng đô trường của thành phố Hải Dương.